Xin trọng kính chào khán giả của Việt TV. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình điểm tin trong ngày hôm nay là ngày thứ 6, 27 tháng, tháng 9, 2024. Thưa quý vị, hôm thứ Tư vừa rồi, 25 tháng 9, đó là cách đây 2 ngày. Trung tâm phục vụ cộng đồng Orange County, tiếng Anh gọi là County Community Service Center ở ngay trung tâm Little Sài Gòn của Orange County, đã bị Orange County đóng cửa. Trung tâm phục vụ cộng đồng này, trước đây do Thượng nghị sĩ Gia Đăng Nguyễn thành lập năm 2007, ngay sau khi bà đắc cử chức giám sát viên địa hạt 1. À, trung tâm này nó nằm ngay góc đường Mạc Đần và Magnolia Tại đây có đầy đủ đại diện của các cơ sở ban ngành mà những nhân viên này à, phụ trách các chương trình như kéo tima, sở xã hội, sở y tế, chương trình welfare, food stamp, trợ cấp gia cư, làm sổ thông hành, làm giấy khai sinh vân 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 vân. Và đa số nhân viên đây nói tiếng Việt để khi cần thì cư dân ở vùng Rio Sài Gòn nhất là những người Việt không rành tiếng Anh có thể đến đây để dinh trợ giúp hoặc là họ không phải đến trung tâm hành chính của công ty ở Santa Ana nó xa xôi thì những nhân viên này thường có mặt ở quận ở cái trung tâm để ít nhất một tuần một lần để phục vụ người dân thì uh, sau đó vào năm 2014 bà gia đình Nguyễn và thắng cử chức uh, thượng nghị sĩ thì ông Andrew Đỗ thắng cử cái chức mà giám sát viên thay thế bà vào năm 2015 thì đến ngày 2 tháng 9 năm 2016, ông lại khai trương thêm một trung tâm khác. Cũng có tên là Trung tâm Phục vụ Cộng đồng Orange County lớn hơn. Nằm trong cùng một khu thương mại và đối diện với trung tâm cũ của bà Giang Nguyễn. Đó. Thì lúc đó, ông Andrew Đỗ nói như thế này. Chúng tôi nhận thấy có nhiều cư dân gặp trở ngại về ngôn ngữ hay gặp khó khăn di chuyển đến các cơ quan của Orange County. Nên chúng tôi lập thêm trụ sở mới này để quý vị có thể được giúp đỡ dễ dàng hơn. Đó. Thì kể từ đó cư dân vùng đô Sài Gòn mới gọi hai trung tâm này có thuộc cùng một lúc và cùng tên tiếng Anh nhưng mà họ gọi tiếng Việt là một cái gọi là trung tâm Gia Đán Nguyễn, một cái gọi là trung tâm Andrew Đó. Thì sau đó trung tâm Gia Đán Nguyễn bị đóng à, một thời gian sau bị đóng cửa thì không biết vì sao đóng. Thì nay bây giờ đến trung tâm Andrew Đỗ bị đóng cửa. Đó. Thì ngày hôm qua tôi có đến chỗ này và gặp gỡ cái bà gọi là Molly Nicholson, phát ngôn viên của County, tôi hỏi tại sao sẽ đóng cửa. Thì bà có nói đây là chuyện bình thường à, Vì tình hình công việc Chúng tôi làm như vậy tùy theo thời điểm à, Và bà cho biết là chúng tôi đưa ra thông báo Vì không muốn người dân ngạc nhiên khi họ có nhu cầu đến đây Và bà cho biết bây giờ trung tâm này không còn Thì có thể đến trung tâm khác Cũng trong vùng Rio Sài Gòn Đó là bà nói như thế Thì ngày hôm qua tôi đến tôi thấy là người ta gỡ cái hình cái cái chữ mà Cao đi Community Service Center như nãy quý vị thấy đấy rồi đây đây cái chữ này gỡ mất rồi, đó, cả cái logo của công ty gỡ một hình tròn đó. Ở đó có năm chiếc xe tải, có khoảng hơn một chục nhân viên của công ty khiêng bàn ghế, các thứ đó quý vị thấy đó lên xe. Và tôi thấy có một xe cảnh sát của quận hạt Củ Lậu đó nữa. Đó là câu chuyện như vậy. Thì bây giờ chúng tôi sau đó có gọi văn phòng giám sát viên An Đỗ hỏi tại sao thì không ai trả lời. Tôi có để lại uh, lời nhắn nhưng mà đến giờ phút này vẫn không thấy trả lời. Chúng tôi chỉ biết sự việc nó như vậy. Đó thì cái này nó xảy ra vào cái lúc mà ông Andrew Đỗ là đang bị những cái sĩ căng đan liên quan đến chuyện hơn 13 triệu đô la mà ông rót cho các tổ chức VAS tức là Việt America Society mà con gái ông đã từng lãnh đạo trong đây. Và bây giờ đó là con gái ông và những người khác như tổ chức này bị Orange uh, County kiện và tố cáo những người này biển thủ tiền mua 6 căn nhà trong đó có cô Rian Đỗ là con gái ông Andrew Đỗ mua một căn hơn 1 triệu đô la. Đó. Chúng tôi không biết có phải vì chuyện này mà đóng cửa tôi không biết đó là sự kiện tôi đưa ra xảy ra vào thời điểm đó, đó. rồi uh, ngày, đó là đơn kiện vào ngày 15 tháng 8 ngày 22 tháng 8 á, thì nhà của Andrew đỗ ở tại nó Tustin, nhà con gái của đu đỗ ở Tustin, và văn phòng anh đu đỗ ở hình tên biết cũng bị FBI và sở thuế khám nhà và kể từ đó thì không thấy ông đi họp tại hội đồng giám sát nữa có những văn ba cuộc họp liên tục rồi và hiện nay có nhiều người và thành phố đang kêu gọi ông từ chức ông chưa từ chức còn các đồng viện của ông nó trong hội đồng giám sát đó, thì đã bỏ phiếu cách chức ông tất cả các chức vụ trong các ủy ban mà họ bổ nhiệm ông. Và hôm thứ ba họ bỏ phiếu khiển trách ông nữa. Thì đó là câu chuyện như vậy. Thì bây giờ trên thực tế đó là văn phòng này không còn nữa. Những cái dịch vụ phục vụ cộng đồng người Việt vùng Liêu Sài Gòn như không còn nữa. Bây giờ cư dân Việt Nam vùng Liêu Sài Gòn mà muốn đến những chỗ đây không còn. Nữa. Phải đến chỗ khác thì không chắc là những chỗ khác có người phục vụ tiếng Việt hay không. Chúng ta không rõ. Nhưng mà hồi năm 2016 Nguyên Lưu Đỗ có trả lời phỏng vấn báo người Việt nói rằng là một năm đó ở cái trung tâm này phục vụ khoảng 17.000 người và 3.500 người qua điện thoại. Tức là họ cần thông tin họ gọi đến là có người trả lời bằng tiếng Việt. Còn họ đến họ xin làm giấy tờ trợ giúp các chương trình xã hội là họ phục vụ tới 17.000 người. Thì bây giờ tròm chèm tới cho gọi là 20.000 người một năm. Đó, thì bây giờ cái dịch vụ này, cái trung tâm này không còn nữa. Đó là tôi báo cho quý vị biết là như thế. Những người nào vùng lưu Sài Gòn quý vị biết liên quan đến tin thế giới thưa quý vị ở bên Nhật có một ông năm nay 88 tuổi ông được tên là Iwao Hakamada vừa được thả ông này bị xử án tử hình năm 1966 sau khi ngồi tù 45 năm bây giờ người ta xử lại và ông được trắng án trên mình quý vị đó là cái ông 88 tuổi thì cái vụ này hồi đó ông bị tố bị truy tố là giết bốn người à, giết bốn người và bây giờ người ta đem ra ta xử lại thì tòa án shizuka hôm qua tức là ngày thứ năm sau khi xem hết tất cả mọi cái bằng chứng và họ nói rằng ông này là vô tội và bây giờ thả ông này ra à, coi như ông này thoát chết và như vậy thưa quý vị cho đến giờ phút này ở bên bảy cái nước mà gọi là giàu có kinh nghiệm thế giới đó gọi là g 7 thì chỉ còn có nhật với Mỹ là hai cái nước còn án tử hình và năm nước kia bỏ bỏ án, án tử hình rồi đó thì câu chuyện của ông này cũng khá là lý thú rất là dài dòng nhưng mà đại khái là ông này ngồi tù 45 năm cũng may là ông ngồi chờ đến 45 năm mà chưa bị xử tử tức là bị xử tử năm 1966 rồi nhưng mà ngồi chờ tới 45 năm để cuối cùng về được xử trắng án đó đó là câu chuyện ở bên Nhật thì cũng liên quan đến cái chuyện án tử hình thưa quý vị ngày hôm qua chúng ta biết là Hoa Kỳ ở tại tiểu bang Alabama đã xử tử một người bên Mỹ thì giờ không treo cổ không bắn súng nữa, không đó họ chích thuốc ông này tên là Alan Eugene Miller đã bị tòa bán của Alabama xử trích uh, hình chích uh, thuốc đó. thì như vậy là ông là người thứ năm bị xử trong một tuần qua ở tại nước Mỹ và ông là người thứ 1.600 uh, của nước Mỹ kể từ khi Mỹ khôi phục án tử hình. Đó. Cái án tử hình này của Mỹ trước đây cũng bỏ, nhưng mà sau đó họ khôi phục lại. Bắt đầu từ năm 1976. Đó. Tức là từ 1976 tới giờ là 1.600 người ở Mỹ đã bị án tử hình. Hiện nay thì có nhiều người đang kêu hủy bỏ cái án này, nhưng mà luật nó chưa có thông qua. Đó. Thì trong cái năm từ 1976 đến giờ đó, 1.600 người thì cái năm 1999 là cái năm có nhiều người bị xử tử nhất ở Mỹ năm đó là tới 279 người 279 người bị uh, tuyên án tử hình nhưng mà họ xử tử 98 người đó là theo cái thống kê của Bộ Tư pháp Mỹ tức là năm 99 là nhiều nhất còn đến cuối năm 2023 năm nay là 24 thì chưa có thì đến cuối năm 2022 đó, thì đã có 21 người bị xử tử hình nhưng mà 24 người bị xử tức là họ xử một số người bị xử bị án tử hình trước đó nữa đó, đó. đó thì coi như là là nước Mỹ là bây giờ vẫn còn án tử hình thì đa số những án tử hình này là thuộc hai cái tiểu bang Florida và Texas. Đó là cái uh, tình hình về án tử hình bên Nhật và bên Mỹ liên quan đến bầu cử của tổng thống Mỹ thì chúng ta mấy ngày trước tôi có đưa tin quý vị là FBI họ cho biết là họ đã phát hiện ra một số người Iran hack vào các ban vận động của ông Trump rồi dùng cái thông tin nó đưa cho bên ông Biden và Kamala hết nhưng mà hai bên đó họ không nhận chính vì vậy ông Trump nọ mới bảo bà Harris như vậy là cũng do thám suy nghĩ đại khai vậy. thì ngày hôm nay bộ tư pháp Hoa Kỳ cho biết họ đã truy tố ba công dân Iran bị tố là đột nhập vào cái ban vận động của ông Trump lấy thông tin được bầu cử. đó là tuyên bố này sáng ngày hôm nay do ông uh, Merrick Garland bộ trưởng tư pháp của Mỹ đưa ra à, và bây giờ họ vẫn chưa bắt được ba người này ở à, bên bộ tư pháp coi như họ có tên ba người này nhưng mà chưa bắt được coi như là đang cấm vận ba người này và yêu cầu những ai mà biết thông tin về những người này thì báo cho họ họ có sẽ được thưởng tiền đó là theo bên Mỹ cho biết như vậy như vậy là họ đã xác định được ba người này nhưng mà chưa bắt được à, họ không nói là ba người này đang ở Mỹ Hay ở răng ở nước nào họ cũng nói chỉ nói là đã truy tố ba người này chính thức bà Melania Trump cựu đệ nhất phu nhân là vợ của ông Trump mới đi lên đài truyền hình Fox trả lời phỏng vấn nhân dịp cuốn sách của bà sắp sửa ra trong những ngày tới thì bà có phàn nàn một số chuyện bà nói rằng là cái vụ mà ông bị ám sát hụt hai lần ấy, mà ông không chết ấy, đó là một cái sự gọi là không thể tưởng tượng được như một sự huyền diệu và bà nói rằng là như vậy ấy, mà ông bị ám sát hai lần mà không chết có nghĩa là người dân mỹ muốn ông tiếp tục làm tổng thống cho đó là theo lời bà nói như thế đó. rồi bà cũng nói về cuộc đời mà bà làm người mẫu khỏa thân trước đây bà bảo tôi tôi là quen cái chuyện bị tấn công bị chỉ trích cho làm cái nghề này nó soi từng ly từng tí một thành ra người ta chỉ trích tôi tôi quen rồi tôi cũng đã biết rồi Thì không sao cả đó nhưng mà bà bực mình cái chỗ đó bà nói rằng là cái không khí chính trị ở Mỹ nó quá độc hại nhất là truyền thông và những người bên đảng dân chủ lâu nay vẫn gọi chồng bà là sự nguy hiểm cho nền dân chủ và điều này là không bình thường đó Bà nói rằng là bà cảm thấy sốc Và bà yêu cầu nên chấm dứt cái chuyện này Đừng gọi chồng bà là nguy hiểm cho nền dân chủ nữa thì cái này nó khớp với những điều ông Trump nói Sau khi bị ám sát một lần thứ hai Ở Florida Ông bảo là tại bên Biden với bà Kamala Harris này. Và đảng Dân Chủ cứ nói ông là nguy hiểm cho nền Dân Chủ Nên ông bị trở thành mục tiêu đó à, Thì đó là ông nói như vậy Và giờ bà vợ cũng nói như thế Thì uh, xin bà kỹ thuật cho nghe cái đoạn âm thanh này Tôi mở cho quý vị nghe Bà trả lời đài Fox News như thế nào về chuyện này Sau đây interesting how quiet and everything became all of the mainstream media there were a few days uh, reporting about July 13 event and everything then became quiet so I had a lot of questions what's going on it's this is not normal and is it really shocking? that all this egregious violence uh, uh, goes against, against my husband. husband. Especially, Especially that we hear the leaders from the opposition party and mainstream media branding him as a uh, true democracy, calling things they only fueling a toxic atmosphere and giving power all of these people that they want to do harm to him. This needs to stop. This nói là cái này cần phải chấm dứt. Bởi vì họ cứ nói là chồng bà là người nguy hiểm, là trong tạo ra cái nền không khí cái là nó hỗn loạn này cái vân vân vân. Cho nên bà bà Hà Mỹ là chính vì như vậy mà bà chồng bà bị ám sát vụ hai Bà kể cái hôm ở Florida thì bà đang ở New York và bà nghe trên tivi có cái ngày mà hồi ngày 13 tháng 7 đó là bà cũng lúc đó là ở Florida và bà biết được cái chuyện đó bà rất buồn và rất lo cho ông đại khái vậy. và bà quên bà quên bà không nói là bà không biết bà không nói rõ là chính chồng bà mới là cái người uh, ăn nói nó đầy bạo động kích động người ta chẳng hạn như là ô tô mà đứng ở đại lộ số 5 tôi bắn một người chết tôi không mất lá phiếu mấy người phản đối ông mà quánh nó đi tôi lo tôi là sư cho hay là gặp ngày xưa kiểu là tôi đem ra tôi bắn vân 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 chính ông mới là cái người mà chắc bà không nghe mấy cái đó thì bà không nói và bên chồng mà thì cũng được đi nhưng mà cái đó thì bà nói không bà nói có nửa sự thật đúng là ông chồng bà bị các chính gia bảo bởi cái kiểu phát biểu của ông và kiểu hành động của ông rất nguy hiểm cho nền dân chủ của mỹ đặc biệt là cái vị vụ mà ông bị truy tố là xúi dục bạo loạn vào ngày 6 tháng giêng 2001, hơn một ngàn người tấn công vào tòa nhà quốc hội thì không thể bà nhắc cái chuyện đó Sang qua tình hình Việt Nam, thưa bị hai du khách Việt Nam bị cảnh sát Malaysia bắn chết vì tình nghi do trộm cướp. Báo Malaysian Reserve cho biết ngày hôm nay là hai người đàn ông Việt Nam này được cho là nghi can đột nhập vào các nhà máy và văn phòng ở tại thành phố Kedah và Penang ở Malaysia. Một đơn vị cảnh sát điều tra hình sự đang tuần diễu khu vực nhà máy thì phát giác là một chiếc xe Proton Waga khả nghi. Cảnh sát trưởng ở đây cho biết như thế vào lúc 3 giờ 20 phút sáng ngày thứ sáu là ngày hôm nay. Lúc cảnh sát đến nơi thì chiếc xe thấy hai nghi can đi ra khỏi một nhà máy trong khu vực. Cảnh sát đã lệnh cho dừng lại nhưng hai nghi can này thủ dao rựa trong tay liền chạy tới chém cảnh sát. Buộc họ phải bắn phát đạn để tự vệ. Đó là theo cảnh sát cho biết như thế. Hãy bắt khác cho biết thêm nữa là hai nghi can chết tại chỗ. Đồng thời cảnh sát tìm được hai cây dao rựa và nhiều dụng cụ khác được cho là dùng để đột nhập vào nhà dân, nhà máy và văn phòng. Đó thì cảnh sát cho biết không cho biết tên hai người này nhưng nói là hai người này là công dân Việt Nam. Một người 38 tuổi, một người 39 tuổi nhập cảnh vào Malaysia với cái visa là du lịch. Và cảnh sát cũng cho biết thêm là hai người này có dính dáng đến sáu vụ trộm cắp được ghi nhận tại Penang và năm vụ ở Kedah gây thiệt hại tổng cộng khoảng hơn 75.000 đô la. Và cảnh sát đang tiếp tục điều tra. Ở trong đó có cả chiến dịch truy nã đường dây của tổ chức tội phạm được cho là có những người Việt Nam à, thì ông cảnh sát trưởng đây cho biết là dựa trên cuộc điều tra cảnh sát phát giác ra rằng băng đảng này nhiều lần phát triển ở tại Malaysia từ năm một từ năm 2017 nhằm âm mưu thực hiện các hoạt động tội phạm bằng cách đột nhập vào các nhà máy và văn phòng và ông này cảnh sát trưởng cũng cho biết là các cuộc điều tra cũng phát giác ra rằng hai nghi can bị cảnh sát bắn hạ đều có thể án đó là hai công dân Việt Nam bị bắn chết bên Malaysia và thưa quý vị trên mạng xã hội ngày hôm qua họ phát hiện ra một cái hình ảnh rò rỉ hình ảnh của một thanh niên 18 tuổi mà bị được coi gọi, gọi là cháu nội của Nguyễn Xuân Phúc, cháu nội đấy trong mặt kép. Ông Nguyễn Xuân Phúc đó từng là thủ tướng, chủ tịch nhà nước Việt Nam. Ông có hai người con, người con trai và con gái, hai người này chưa có gia đình hoặc là chưa có con. Nhưng mà mạng xã hội ngày hôm nay người ta bàn tán cái chuyện là một cậu bé tên là Nguyễn Như Khôi, viết ở trên Instagram và khoe của đó chứ gì thấy trên, màn hình đó người mặc áo trắng đó người này tên là Nguyễn Như Khôi tự xưng là cháu nội ông Phúc và khoe một số của cải cư dân trên mạng đã nhanh tay chụp được những màn hình này trên cái danh khoản tên là Nguyễn Như Khôi trước khi những cái này biến mất như vậy thấy trên màn hình cái đồng hồ đắt tiền em này bỏ lên điện bị người ta chụp lại em này năm nay 18 tuổi đăng một số hình ảnh chụp cạnh ông phúc với chú thích yêu ông nội yêu ông nội à, chúng ta biết là ông phúc không có cháu nội ông này cậu bé là xưng yêu ông nội à, thì danh khoản này còn đăng các ảnh chụp cho thấy là em này em khôi này từng dự những sự kiện cùng bà phạm thị thanh trà bộ trưởng nội bộ việt nam và từng đứng cạnh ông tô lâm bây giờ đang là tổng bí thư kiêm chủ tịch nước và ông nguyễn phú trọng cố tổng bí thư đảng cộng sản việt nam một số hình ảnh khác cho thấy em khôi được và đại sứ Philippines ở Việt Nam tiếp đón và làm đại diện phái đoàn thiếu niên Việt Nam dự cuộc họp tại Lào. Ngoài ra, danh khoản Instagram của em Khôi còn đăng nhiều ảnh chụp bộ sưu tập đồng hồ hàng hiệu, thậm chí khoe tài khoản ngân hàng mang tên hình của, mang tên của mình có số dư hàng triệu đô la. Đáng nói là dân mạng phát giác chuyện em Nguyễn Như Khôi được sắp đặt tặng hoa cho các nguyên thủ nhà vua khi họ đến thăm Việt Nam trong thời điểm ông Phúc còn tại vị ghế thủ tướng và sau đó là chủ tịch nước. Cho đến nay thông tin về con trai hoặc cháu nội của Nguyễn Xuân Phúc chỉ có được từ các nguồn rò rỉ trên mạng xã hội. Các báo trong nước tuyệt nhiên không đưa tin về chuyện nhạy cảm này. Có nghĩa là về công khai thì người ta không thấy nghe nói ông Phúc có cháu nội. Nhưng mà cái cậu bé 18 tuổi tự xưng là cháu nội. Thì quý vị biết sau khi ông Phúc về vườn làm người tử tế hồi tháng riêng năm ngoái, mạng xã hội lan truyền một số hình ảnh cho thấy ông về làm người tử tế và có đưa đón cháu đi học bằng xe hơi Lexus tôi cũng coi những hình ảnh này rồi phim này rồi ở hà nội thì đứa cháu nó còn nhỏ lắm thì một bản tin của báo lao động hồi năm 2017 cho biết là em Nguyễn Như Khôi năm đó 11 tuổi được đại diện thiếu nhi Việt Nam tặng hoa trong Donald Trump tổng thống Mỹ khi ông này đến thăm Hà Nội nhân dịp dự hội nghị thượng đỉnh APEC. Bản tin mô tả Nguyễn Như Khôi gây ấn tượng với tổng thống Mỹ bằng khả năng ngoại ngữ và sự tự tin. Em chào mừng tổng thống Donald Trump tới Hà Nội và nói lời cảm ơn với ông vì nước Mỹ đã hỗ trợ cho người dân chịu bão ở Việt Nam. À. Thời điểm đó em Khôi đang học tại trường Trung học Chu Văn An và được cho là thành thạo tiếng Anh và tiếng Hoa. Em Khôi được ghi nhận làm Phó Chủ tịch Hội đồng Trẻ Em thành phố Hà Nội trong các năm từ 2017 đến 2020. Trả lời phóng viên lúc đó em Khôi cho biết giấc mơ của em sau này là được làm ở Bộ Ngoại giao. À, thì à, thưa quý vị, đó là câu chuyện mà một cậu bé 18 tuổi tự xưng hay là cho người ta biết là cháu nội của Phúc cái này người ta không tin là như vậy. Nhưng mà cậu bé này là ai? Đó là cái điều bí ẩn tại sao có tiền nhiều khoe của những đồ đắt tiền và thường được xuất hiện trong những cái lễ hội mà có nhiều người chú ý có các quân thủ quốc gia thời ông phúc làm thủ tướng và làm chủ tịch nước vậy thì cậu bé này là con của ai người ta không biết cho nên cái tựa ta, chúng tôi đặt là cháu nội nguyễn xuân phúc là cháu nội chứ nó để trong mặt để cho mọi người thắc mắc đó thì ông phúc trong thời gian qua người ta chú ý nhiều là bởi vì trong mấy tháng trước mạng xã hội giấy lên tin đồn là vợ chồng ông sắp sửa bị bắt với cáo buộc ông là chùm cuối trong vụ Việt Á. Nhưng mà đến nay thì tin này không có cơ sở. Vì thưa quý vị thường thường á, ở Việt Nam nó không có luật bất thành văn khiến đã bảo tứ trụ rồi. Á. Mà anh về làm người tử tế thì anh và con cái vợ chồng anh là không ai đụng đến. Đó là lý do tại sao nhiều người muốn vô tứ trụ là vậy. À. Thì trở lại câu chuyện Nguyễn Như Khôi này là ai không ai biết. Nhưng mà em này thường xuyên xuất hiện ở những sự kiện đó, quan trọng và nếu tôi đưa cái hình coi cái hình đó ông Nguyễn Xuân Phúc đó đi với cái ông này là Chu Ngọc Anh à, bên trái thấy trên bên trái em Phúc và Chu Ngọc Anh là, là chủ tịch Hà Nội em này đi kế bên à, thì không biết em này là con ai chúng ta không rõ nhưng mà xuất hiện thường xuyên ở các sự kiện lớn của Việt Nam và có Phúc đó là những tin đáng chú ý trong phần điểm tin trong ngày hôm nay gửi đến cho quý vị cảm ơn quý vị rất nhiều thưa chúng tôi xin hẹn quý vị vào những ngày sau